cho hay vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép. 5 người bị khởi tố gồm Phan Thị Kim Huệ, Tự Nhi, 25 tuổi, quê Phú Yên, Mai Đình Hồng, 42 tuổi, quê Thanh Hóa, Bùi Văn Hữu, 42 tuổi, quê Bình Phước, Trần Danh Tường, 25 tuổi, quê Bình Thuận, Nguyễn Văn Sơn, Tự Tý Bảy, 27 tuổi, ngụ Đồng Nai. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2021, Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp 4 người gồm Huệ, Hữu, Tường và Sơn để điều tra về hành vi mua bán người, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và đưa người ra nước ngoài để hoạt động mại dâm. Sau đó 2 ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Nai phối hợp Công an thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp thêm nghi can Hồng để điều tra cùng với các hành vi trên. Bước đầu, Công an xác định Huệ là người cầm đầu đường dây đưa người qua Campuchia hoạt động mại dâm. Theo điều tra, bằng hứa hẹn việc nhẹ lương cao 80 đến 100 triệu đồng một tháng, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, các bị can đã dụ dỗ, lừa gạt gần 10 cô gái từ 18 đến 25 tuổi qua Campuchia làm việc. Tuy nhiên, sau khi vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch qua Campuchia, các cô gái bị ép phục vụ trong các quán karaoke, động mại dâm, massage trá hình. Nếu nạn nhân không đồng ý thì các đối tượng đe dọa, đánh đập và yêu cầu phải trả tiền thì chúng mới đưa nạn nhân về Việt Nam.